Cả của anh chị thì trên màn ảnh của mọi người đây thì mọi người có thể nhìn ra xem mà đó là loại sâm gì được không? Đây là một loại sâm mới mà bên em đang mới nhập về và mọi người có thể nhìn và thấy nó có cái gì đấy rất là hay. Đây củ này em mọi người nhìn nó giống như củ nhân sâm hoàng gia cổ dài rất là dài, nhưng mà lại có một cái sự khác một tí là cái đốt cổ này của nó ấy, thì trông như kiểu là cây trúc đó, rất là hay ở chỗ đây. Cái chỗ này thì đó, đây mọi người nhìn đó, củ rất là dài, đốt như là cái đốt cây trúc nhá. Đó vẫn có phần trứng củ cái đây, trứng đó, củ cái nó rất là hay đẹp. Đây có một củ này, bây giờ đây em vừa nhìn thấy một củ đây. Nếu mà nhìn củ này, nếu mà mọi người nhìn từ xa thì mọi người có thể đoán đây là một củ sâm hoàng gia cổ dài đó, giống rất là giống. Đây củ này cũng vậy, nhưng mà cái giống này thì này, dễ rất là dài đó, hàng rất là đẹp và lạ đó. Xin được thưa mọi người, đây nó là sâm tiết trúc của núi Trường Bạch đó, hay còn gọi là tam thất hoang núi Trường Bạch. Đó, nó trông rất là giống nhân sâm của mình bởi vì hai thằng cùng họ với nhau, nhưng ở bên đó ấy, thì cái hàng này thì là nó không lớn, nó không to lắm, nó cứ nhỏ nhỏ tròn tròn như thế này và rất là già nha mọi người nhé. Cái hàng này thì nó có những cái đặc điểm nó trông rất là đẹp và già năm già nua. Đây, ví dụ như một cái củ con này, nó có thể đến, nếu đếm nguyên một cái phần này nó bị thối mất rồi đấy. Nếu không thì cái cổ này mình sẽ đếm nguyên cổ, cái trứng này sẽ là 1 năm này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 16 năm. Đó, nguyên một cái đoạn này mà đã mất 16 năm để được một cái đoạn như thế này. Đó, hàng này thì trông rất là độc dị lạ. Đây, có củ thì nó nằm rất là ấy. Đây, nó trông như là cái đốt trúc, thì như ở Việt Nam mình thì gọi là sâm tiết trúc hay là tam thất hoang, nó là thuộc cùng họ với nhân sâm. Nhưng hai thằng này thì nó có một cái đặc điểm, đó là cái thằng này ở bên núi Trường Bạch thì mắt và ấy nó già và nó sâu hơn, và trên cái đoạn thân này thì nó trông như cái đốt cây trúc, gọi là sâm tiết trúc đó. Cái hàng này thì chúng ta nó có rất là nhiều hình dáng, ví dụ đây, ví dụ như củ như thế này đó, nó rất là lạ nhé mọi người nhé. Đó, củ như này trông rất là lạ này. Đó, tiếp theo đấy, một cái củ này trông giống y củ nhân sâm hoang dã cổ dài đó, giống y xì hệt luôn, nhưng nó khác nhau ở cái chỗ đó là gì, cái rễ này và cái trên cái da của cái củ cái này này nó không nhăn nheo như nhân sâm, và cái hàng này là cái đốt cổ này của nó cái mắt của nó sâu hơn so với cái nhân sâm đó, nó khác nhau hoàn toàn chỗ đấy. Và cái hàng này thì nó sẽ rẻ hơn, nếu hàng nhân sâm cổ dài như thế này thì nó sẽ rất là đắt, nhưng cái hàng này thì nó sẽ rẻ hơn một chút, rẻ hơn một chút rất là nhiều đó, và nó sẽ được chia này. Đây mọi người nhìn ông củ nó dài như là một cái rễ cây đó, đấy, nó rất là lạ chỗ đấy. Và cái hàng này thì là em mới nhập về để gọi là xem là thị trường Việt Nam có thật sự ưa chuộng hay không. Còn giá thành của cái loại này thì nói chung nó cũng không hẳn là dễ chịu đấy nha mọi người nhé, bởi vì nó là hàng hoang dã tự nhiên và người ta khai thác, người ta đào rất là cẩn thận đấy, bởi vì người ta khai thác từng cọng rễ tơ cho tới từng củ một, nên là nó rất là cẩn thận, nên là cái giá của nó cũng không dễ chịu một chút nào đó, thì không phải là đấy là em chia sẻ luôn mọi người mới hiểu, chứ không mà mọi người lại nghĩ là hàng này cũng rẻ thì chết đó. Hàng rất là đẹp. Hàng này thì em sẽ chụp một vài kiểu ảnh để làm cái ảnh bìa cho mọi người cùng xem, giới thiệu một chút. Cái loại này thì nó sẽ rơi khoảng tầm cỡ 6-70 củ cây đó, hàng rất là đẹp và lạ đó. Hàng này, nếu mà ai mà có nhu cầu, mọi người muốn lấy, mọi người cứ liên hệ trực tiếp với em số điện thoại 0368980889, em sẽ chọn từng củ cho mọi người. Và cái hàng này nếu mà lên bình thì trông thật sự là đẹp, bởi vì nó có một cái gì ấy, tự nhiên mà trông nó rất là cằn cỗi, rất là gằn gọc, rất là đấy, để mọi người nhìn. Đó. Nếu mà nói về cái độ đẹp của nó thì so sánh hàng tự nhiên với cả hàng sâm Trường Bạch hoang dã cổ dài với cả loài này thì trông hai thằng nó cùng xuất phát điểm với nhau thì
nhìn thằng này có một cái nét gì đấy nó còn kỳ dị và nó ấy hơn, nó trông nó còn có những cái nét nó kiểu không liệt tự nhiên hơn, nó rất là giả, rất là đẹp, từng củ từng củ, mỗi củ một kiểu, không có củ nào giống củ nào cả. Thằng này trông rất là hay, khi mà em biết là bên đó có thì em cũng để cho nhập về ngay đó, để xem là thật sự thị trường Việt Nam có thật sự yêu thích loại này hay không đó. Thì em video này em xin quay đây thôi, rất là cảm ơn quý ba anh chị đã kính xem hết video của em. Kính chúc mọi người một buổi tối gia đình hạnh phúc, một ngày mới làm việc tràn đầy năng lượng. Hẹn gặp lại mọi người video sau. Video sau thì em sẽ quay từng củ hoặc vài ba củ cho mọi người xem một lần mọi người nhé.